làm chủ tiếng Anh giao tiếp và chinh phục B1 quốc tế dành cho người mới bắt đầu. Như các bạn đã biết, tiếng Anh là một công cụ cực kỳ quan trọng, giúp cho bạn có thể phát triển trong học tập và công việc của mình. Rào cản về ngôn ngữ sẽ hạn chế chúng ta rất nhiều cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, để bắt đầu chinh phục tiếng Anh thì bạn đang gặp rất là nhiều những rào cản phía trước phải không ạ? Thấu hiểu được những khó khăn và vướng mắc của người học tập tiếng Anh, Anh ngữ quốc tế EG đã phát triển với hơn 10 năm với một hệ thống chương trình rất tối ưu, và dưới đây là những điểm mà bạn sẽ nhận được khi tham dự chương trình học tập tại EG. Thứ nhất, hệ thống chương trình được thiết kế xuyên suốt với phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay như phương pháp Effortless English, Real English, Pronunciation Workshop, Crazy English cùng với các phương pháp ôn luyện và phát triển toàn diện 4 kỹ năng dành cho ôn luyện thi B1 quốc tế của Cambridge. Thứ hai, đội ngũ giảng viên Việt Nam giàu chuyên môn và kinh nghiệm cộng với đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu nhiệt huyết và được đào tạo một cách bài bản, đó chính là yếu tố quyết định sự thành công của các học viên trong các lớp học tại EEG. Thứ ba, môi trường học tập năng động, truyền cảm hứng với nhiều chương trình đào tạo kỹ năng và tư duy thành công cho học viên. Thứ tư, đó chính là hệ thống chương trình học tập bài bản được thiết kế với hệ thống chương trình học tập trên lớp, chương trình học tập tại nhà và hệ thống các bài kiểm tra đánh giá, từ đó giúp cho học viên bám sát tiến độ học tập của mình và đảm bảo chất lượng kết quả đầu ra. Hãy nhanh chóng liên hệ với Anh ngữ quốc tế EEG bằng cách nhắn tin hoặc liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại ở phía dưới để chúng ta nhận được những ưu đãi tuyệt vời nhất trong dịp hè 2023 này. Các bạn sẽ được tư vấn miễn phí, đánh giá năng lực đầu vào và tham gia các chương trình học thử miễn phí. Đặc biệt, trong dịp hè này, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi đặc biệt từ Anh ngữ quốc tế EEG. Ưu đãi học bổng lên tới 3 triệu đồng, tặng toàn bộ giáo trình học tập trong suốt quá trình học tập trị giá 400.000 đồng. Các bạn sẽ được tham dự chương trình mang tên phỏng vấn xin việc và kỹ năng thuyết trình trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra, các bạn còn rất là nhiều những ưu đãi đặc biệt khác khi tham dự chương trình học tập tại Anh ngữ quốc tế EEG. Hãy đồng hành cùng với Anh ngữ quốc tế EEG để làm chủ tiếng Anh và chinh phục thành công.